thêm một cây cầu ở Trung Quốc sắp hoàn thành. Sau khi hoàn thành, nó sẽ là dự án phá vỡ kỷ lục thế giới. Đây là siêu cầu Liu Ujiang ở tỉnh Quý Châu. Nó hiện là cầu vòng ống thép nổi bê tông lớn nhất thế giới. Cầu dài 1.834 m, mỗi nhịp 504 m, là một phần quan trọng của tuyến cao tốc Zhejiang nối huyện Đức Giang với Dư Khánh. Phần vòm đỡ của cây cầu có 60 đoạn được vận chuyển bằng đường thủy từ Trùng Khánh về Ngô Giang để lắp ghép. Những chi tiết này sau đó sẽ được nối lại với nhau bằng bu lông có độ bền cao và chắc chắn.